tượng Bồ Tát Quan Âm được làm từ 600.000 bông hoa bất tử. Thực sự ngôi chùa rất là đẹp đấy ạ. Thật may mắn là để đúng ngôi chùa này. Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với show tiếp theo của Nam Thái TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đến một địa điểm tiếp theo hành trình của mình, đó là chùa Linh Phước. Nó nằm ở 120 Tự Phước thuộc địa bàn Trại Mát, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8 km trên đường quốc lộ 20. Chùa này còn được gọi là chùa ve chai bởi vì trong sân chùa có những con rồng được làm dài đến 49m và nó làm bằng 12.000 vỏ chai lọ khác nhau. Năm 1990, dưới sự thiết kế và chỉ huy của sư thầy trụ trì đời thứ 5 là Hòa thượng Tọa Thích Tâm Vị và sự đóng góp của các Phật tử ở tứ phương, chùa đã được xây dựng lại toàn bộ như ngày hôm nay. Wow, nhìn này, đây chính là quang cảnh bên ngoài của chùa Linh Phước, nhưng mà có một điều đặc biệt là ở đây có rất là nhiều chim én ấy, em ạ. Em nhìn này, đấy, rất là nhiều chim én luôn. Đây là bãi gửi xe miễn phí của chùa, có thể công đức. Đây là ngôi chùa được làm bằng cái mảnh gốm sứ nên là nó còn có một tên gọi khác là chùa ve chai. Nơi chúng ta đang đến đây, công trình đầu tiên khi mình đến đây mình ấn tượng nhất đó chính là Long Hoa Viên. Nó có hình con rồng dài đến 49m quanh tượng đài Phật Di Lặc. Vây của những con rồng này được làm từ 12.000 vỏ chai bia, bên trên thì có Phật Di Lặc ngựa ở trên đỉnh. Quá là tuyệt đi. Kỷ lục thế giới tượng Bồ Tát Quan Âm làm bằng hoa bất tử. Wow, đây là ngôi tượng, bức tượng được làm bằng hoa bất tử em ạ. Bức tượng Bồ Tát Quan Âm kỷ lục thế giới luôn. Wow, đẹp quá. Thực sự ngôi chùa rất là đẹp anh ạ. Sẽ có hai lối lên, một lối lên bên kia, một lối lên bên này. Đây là lối lên tháp chuông. Đây, chim em kêu xíu rít cả. Mặc dù đây có rất là nhiều khách du lịch nhưng mà không hiểu sao có nhiều chim như thế. Các tầng trên rất linh thiêng, các Phật tử phát tâm lên dâng hương cầu nguyện. Đừng khởi ý nghỉ thăm chơi không nên. Wow, nhìn này, trên này có rất nhiều tổ chim luôn. Dì ơi, ở đây là tổ chim gì ạ? Chia sẻ với các bạn một số thông tin về loài chim én này. Nó là loài chim có tốc độ bay nhanh nhất trên thế giới. Nó có thể đạt tốc độ từ 110 km đến 185 km một giờ. Và một điều đặc biệt là nó chỉ xuống đất khi mà đến mùa sinh sản thôi nhá. Chim én thường tránh rét vào mùa đông nên là nó thường có xu hướng bay vào miền Nam. Bây giờ mình đang ở trong tháng 8 và đây có rất nhiều chim én. Vậy nếu bạn nào mà muốn ngắm chim én thì nhớ đến đây vào tháng 8 nhé. Đây là mùa chim én làm tổ các bạn, nhìn này. Chim. Phía bên này là tháp chuông. Còn đây bức là bức tượng Phật Quan Âm làm bằng hoa bất tử này. Còn phía bên phải là tượng Bồ Tát Quan Âm được làm từ 600.000 bông hoa bất tử. Và hiện tại nó đang giữ kỷ lục của châu Á về bức tượng được làm bằng hoa lớn nhất. Rất là thích loại hoa này. Cực kỳ tuyệt vời luôn nha mọi Còn bây giờ chúng ta đang di chuyển đến nơi có bức tượng ở trong nhà lớn nhất ở Việt Nam. Khu vực này thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và nó có 3 tầng rất là đẹp. Nên là nếu các bạn đến đây hãy dành thời gian đi bộ và tham quan ở cả 3 tầng nhé. Vì đây là khu vực linh thiêng nên mình không muốn cầm máy ảnh đi lung tung nên chỉ quay ở bên ngoài thôi. Nên nếu các bạn muốn chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của 3 tầng này thì hãy đến tận nơi và thưởng thức nó nhé. Rồi, đã được rồi. Đó, trước mặt các bạn chính là tháp chuông.
Tháp Chuông là nơi làm tổ của rất là nhiều chim én. Tuy nhiên thì Tháp Chuông khi mà đến đây quay chụp thì mình nghĩ là chỉ nên quay chụp ở tầng 1 thôi. Vì là ở trên cột đã ghi rất là rõ là ở các tầng trên rất là liêng thiêng, chỉ dành cho các Phật tử mà lên cầu cúng thành tâm. Rồi chúng ta sẽ sang bên chùa bên phía bên kia xem. Ở đây, ở phía bên này thì ngoài Tháp Chuông ra thì có hai khu vực, đó là tượng Bà Quan Âm bằng hoa. Đúng rồi, đến đây thì cái cảm nhận nhiều nhất vẫn là chim én. Phật may mắn là đến đúng ngồi chim én làm tổ. Đây là chùa Linh Phước, chùa chính. Hai bên thì có một bên là trống, một bên trái là trống, phải không nhỉ? Hình như là trống em ạ. Một bên là trống và một bên là chuông. Hai bên trong sảnh chính thì là bức tượng của Như Lai Phật Tổ. Đây là một vị khách người nước ngoài. Ngoài ra thì ở bên dưới này còn có 18 tầng địa ngục nữa. Mình nghĩ dưới này là khu bày bán. Đây, thì trong này có một khu tham quan khác. Chùa Linh Phước ở Đà Lạt còn có một kỷ lục khác, đó là có công trình 18 tầng địa ngục dài nhất Việt Nam nữa. Công trình này có chiều dài 300m, 18 tầng địa ngục của chùa Linh Ứng nói về các nghiệp báo, nhân quả và sự hiếu thảo trong cuộc sống. Nếu mà khám phá hết 18 cái tầng địa ngục này thì các bạn sẽ thấy được cái quy trình Diêm Vương xử tội các cái tội phạm hoặc là những cái mà tình cảnh trong cuộc sống nó dẫn đến những cái hậu quả sau này. 18 tầng địa ngục này nó sẽ giúp chúng ta ngộ ra được cái sự lương thiện ở trong chính bản thân mình để cứu mình và báo hiếu với các bậc sinh thành. Đó là theo những cái gì mà mình được tìm hiểu được khi mà đến đây. Mình thì đang đi một mình thôi, trong này chẳng có ai cả, vắng vẻ quá. Như này trong này vì là mình đi một mình đâm ra là nó vắng vẻ như nhau hết à. Chẳng có ai đấy. Các bạn thấy địa điểm du lịch này thế nào, có xứng đáng để chúng ta đến thăm hay không? Đi đến đây để biết rằng đất nước chúng ta cũng rất đẹp, không thua kém gì nước bạn cả. Chùa Trắng ở Thái Lan thì Việt Nam có biệt thự hàng Nga, có chùa Linh Phước, có chùa Ve Chai. Đó, một lần nữa xin được chúc mừng các bạn đã được đến đây, đã được chiêm ngưỡng cái tuyệt tác này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Nam Thái TV. Nhớ chia sẻ video này để nhiều người biết đến địa điểm du lịch của Việt Nam nhiều hơn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Nam Thái TV. May quá mình đã vượt qua cái ải rồi. Yếu hay khỏe?